giới thiệu bút tích lịch sử cổ xưa lưu truyền tại đất Đồ Sơn thế kỷ 17. Tương truyền thế kỷ 17, niên hiệu năm Cảnh Hưng thứ nhất Dương Hòa thứ 8 năm 1643. Lịch sử thắng tích cổ xưa Miếu Xuyên Giang Cổ Từ. Miếu Xuyên Giang còn gọi là đền quan tuần tranh Đồ Sơn, được xây dựng vào đầu thế kỷ 17 do cử nhân, cụ Đỗ Quan, Triều Lê và các chức sắc lành tổng Đồ Sơn xây dựng để phục sự Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Nhị Vương Quan Thượng Đẳng Tôn Thần. Tương truyền trong lễ hội cầu cổ đầu thế kỷ 17 niên hiệu Dương Hòa thứ 8 năm 1643, cử nhân cụ làm gián đàn, cầu cơ bình bút, đức tiên thánh quan lớn, ngài giáng thần bút để thơ chỉ dạy cho việc thi cử đỗ đạt công danh. Hội thi bách thần năm đó tại núi Yên Phụ, kinh môn Hải Dương, Đức Thánh đã linh ứng hóa tấm vải, đều xếp thành chữ Xuyên Giang Cổ Từ. Đêm hôm ấy, quan lớn ngài báo mộng cử nhân cụ: đêm nay, sau trận phong ba, ta sẽ giáng hạ thần bút tại tả bãi bồi sông Xuyên Giang. Đệ ngũ tranh Giang Hoàng Hợp, thượng đẳng thần, xây cho ta một ngôi miếu phục sự, ắt sẽ khuôn phủ linh ứng. Sáng hôm sau, cử nhân cụ và nhân dân trong làng tổng thấy nổi lên chữ trên bờ sông Xuyên Giang, cho là linh ứng, nên cho xây dựng ngôi miếu để phục sự, thờ tiên thánh quan lớn tuần tranh. Nhân dân thường gọi là miếu vừng, miếu quan, miếu Xuyên Giang, xây dựng tọa độ giác núng thân, nhìn ra sông Xuyên Giang. Bên kia sông là làng Đoàn, làng Nan nhìn ra cửa biển Đông. Xưa kia trong miếu Xuyên Giang còn có bức đại tự Hoành Phi Câu Đối: thần quang hóa tứ lân kim cổ, lâu đài quy uyển ngoại, chính trị khai trùng ốc bồng lai, cung quyết đối Nam Sơn. Miếu Xuyên Giang từ cụ, cử nhân và nhân dân làng tổng Đồ Sơn một lòng một đạo thần tiên phụng thờ, thiết lập chân tĩnh, chính cung phụng sự nhị vị đức tôn thần. Đệ nhị uy minh hiển hiệu, đạo lợi thiên linh, đông phan hiển ứng thượng đẳng tôn thần. Đệ ngũ hùng nghị, trấn bắc thông minh, chính trực, trí tuệ anh mẫn, trợ thuận an dân, Xuyên Giang Hoàng Hợp thượng đẳng thần. Do nhiều nguyên nhân mà nay không còn sông Xuyên Giang nữa, miếu Xuyên Giang mai một đi một thời gian đã quá lâu. Năm 1995, được các cấp chính quyền địa phương cho phép khôi phục, trùng tu xây dựng đền quan trên nền đất cổ xưa. Quan lớn tuần tranh, ngài là tướng nhân gian, có công đánh giặc trấn an nước nhà. Sinh là tướng, hóa là thần, tiếng thơm còn để lại muôn dân phục thờ. Phủ Hồng chân Minh Giang chính thực quê nhà, xứ Xuyên Giang đầu sơn truyền kỳ, kỳ cùng cổ tích xứ Lạng lưu danh. Đền quan còn lưu tồn báu vật thất lạc, nay đã được hồi lại, bát thủy dân nước cúng, một vài hình ảnh miếu cổ xưa lưu truyền. Tất cả tư liệu sách quý cổ xưa qua lời kể lại của cụ Hoàng Đình Lương và cụ Hoàng Đình Ngũ lưu giữ. Các cụ đã về cõi tiên theo hầu tiên thánh. Nhân viên đồng đền cận Lưu Kim Sơn được ông đồng đền Vạn Ngang Đồ Sơn tìm hiểu thắng tích lịch sử cổ xưa đền Xuyên Giang, lưu truyền mãi mãi cho muôn đời sau, đồng đền kính bạch. Có hay đâu ý trời nhẹ đất tạo hùng tài, tạo hùng tài còn hất uy thanh, cao xanh ơi hỡi cao xanh, phải chăng tạo hóa cũng sang tạo hoa cũng khanh anh.
dựng ngược mắt mắt trần sao thấy được thiên đường hoa kia đẹp khó ai ngờ rằng nàng hoa có chủ để giờ mọi nơi quan lớn oan vì ông bướm lạ lời chiết thiên hoa đoạt phụ tội trời không dừng thân đành để nhục ngỡ vinh tâm thân đành để nhục vinh lẽ anh.
tình mà lòng đau như cắt nợ trần hoàn, nợ trần hoàn tiếc đi trả cho xong. Lòng riêng đã định với lòng, mượn dây oan nghiệt cho xong, mượn dây oan nghiệt cho xong tội trời. Quan tuần hiền hách uy quang ra tay
tế độ trần gian được nhờ. Vận thần cơ sao uy hùng hổ, gần xa bách quan đều phục, ai có lòng hướng phúc hà xa. Dù ai vận hạn chưa qua, kiều quan đệ ngũ cửa nhà được hanh thông. Dũng lược cánh non bồng nước nhược bồng lai, khi chơi bạn chút bạn mai, bàn loan tiệc ngọc sum vầy sướng ca. Các bộ nàng ra tay bè quê, quan rào chơi thành thị hồ tiên. Ba ngàn thế giới dương thiên, tiên quan để ngũ khắp miền đông tây. Uy gia thổi gió thét mây, phép ông ưng hiện đổ cây tốc nhà. Khắp bốn phương đội ơn đức cả, ai có lòng nghĩ xa từ bi. Phút thôi ông lại biến đi, cưỡi tướng bạch hổ lên trầu thượng thiên. Con nguyện tích dương công đức, tôi xin ông nhỏ phước hà xa, xin ông mở lượng hải hà, độ cho non nước nhà nhà hưng long. Hai con nguyện giữ lòng trong xa, sám hối ông chẳng dám đơn sai. Xin ông hạ bút hoa khai, cho dân Nam Việt biến tài vì tường. Lộc tài vượng tiến hằng hà về đông, đốn con nguyện
chỉ kính tiết lễ chẳng dính với ai, chỉ xin quan lớn sáng ngày cho con được chứng lộc tài công danh. Năm con nguyện trung thành tứ phủ, trước hội đồng văn vũ ba quan, căn cao mở phủ tôn nhang. Khi đã làm tôi thánh cũng dám than giàu nghèo, sáu con nguyện tu theo thiên giáo, quan khai cho học đạo được linh, khai cho đồng chí thông minh, khai cho sống nhân được tinh được tường. Bảy con nguyện nghênh thừa tập phúc, tích hiền duyên nơi cõi tục lầm than. Xin khoan ban phước thiên nhan cho con được hướng bình an tháng ngày. Con nguyện theo thầy Mãn Thế, cúi xin ông cứu khổ độ mê. Xin khoan đem nước thủy về tắm cho đệ tử mọi bề thanh hương. Xin con nguyện chăm tông đường tổ nghiêu, bái quan về tài chiêu căn duyên, cho bà cô ông mạnh hậu tiên hiền, thoát đường trần tục được lên trang đài. Mười con nguyện tiền tài không tiếc, thác đi rồi còn thiếp chi đâu. Đệ tử nay xin quỳ gối dập đầu, mãn triều xế mong xin theo hầu đức đại vương. Nước văn thời thục hán giặc triều là có ý xâm lăng, triều đình hạ lệnh tiến binh, thuyền bè qua bến sông tranh giật trời. Bỗng nổi trận phong lôi bão táp, ba quân đều hoảng hốt sợ kinh. Hỏi ra mới biết sự tình, thiết bày nhang an lễ trình bên sông. Trưởng lão trong vùng thôn ấp khấn vừa xong sóng đoàn gió yên, anh linh ngài ứng hiện quả nhiên, truyền cho dân xã lập đền bên sông. Có ngờ đâu dây oan buộc trói, mắc nợ đời phải tội do trắng.
thương thường ghi nhớ lòng hằng, gương trong nào phải bị răng bụi mờ. Đặt điều vu oan oan kết, trá hiện người làm chuyện bất lương. Trăng đen đảo lộn khôn lường, ai hay đạo lý cương thường đạo điên. Sự oan khiên khó bày cho tỏ, chữ hiếu chung thiên cổ sáng soi, biết cùng ai tỏ khúc môi, tội danh cưỡng đoạt hại người nữ đi. Lệnh cứu chung truyền đi kịp khắc, đầy biên cương chân đất Lạng Sơn, rằng cho đoái tội chuộc công, nào đâu nên gánh cùng thông ai tường. Dùng chú khiến đất trời phong vũ đảo điên, sương tàn gió độc triền miên, lòng quân nào lúc chỉ hiểm tất gian. Lũ Ninh thần tham quan phản nghịch, lời rằng ta tích vu oan, đức vua chẳng có ngày gian để cho mắc phải nỗi oan độc trời. Tiếng nước danh tung hoành dũng lược, cánh non bồng nước nhược bồng lai, khi chơi bạn chúc bạn mai, bàn loan tiệc ngọc sum vầy sướng ca. Các bộ nàng ra tay vẻ quê, quan rào chơi thành
áo tràm xanh. Quan lớn dáng người quân tử, danh tiếng đồn trong quốc sự còn ghi. Quan lớn tuần dài tỏ chưa biết cùng ai mà bày tỏ quân cơ. Cảnh đất nước trong thời cơn phẫn nộ, giặc ngoại bang đang dày xéo non sông. Cả cuộc đời quan lớn tuần phò ta đức vua, không thờ hai chúa, không sống cùng giặc ngoại bang. Sông tranh dòng trong hay là đục, sông ở trên đời có chữ nhục chữ vinh. Có chữ chung, chữ yêu, chữ tình, cả ba chữ ấy quan lớn phân minh cho tỏ tường. Chữ chung với nước thì hơn, chữ hiếu quan đã chọn, chữ tình thương dạt dào. Có công mà chẳng được hưởng công, có công mà chẳng được hưởng công, ngờ đâu mắc cành xiềng không
đọa. Sao thấy được thiên cơ?